Sáng ngày 23 tháng 5, 267.573 cử tri huyện Đông Anh đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ngày bầu cử, huyện Đông Anh đã vinh dự được đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cùng các đồng chí trong Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử thành phố đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại khu nhà ở công nhân và thôn Nhuế, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Trong sáng nay, đến dự khai mạc và trực tiếp bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại khu vực bỏ phiếu số 12 thuộc tổ dân phố số 23, 24 thị trấn Đông Anh, đến dự và trực tiếp bầu cử có đồng chí Lê Trung Kiên, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban bầu cử huyện Đông Anh cùng lãnh đạo thị trấn và cử tri tổ dân phố số 23 và 24 thị trấn Đông Anh. Tại khu vực bỏ phiếu số 4 thôn Tiền xã Dục Tú, đồng chí Nguyễn Văn Cường, phó bí thư thường trực huyện ủy đã đến dự khai mạc Tại khu vực bỏ phiếu số 3 thôn Nhuế, xã Kim Trung, dự lễ khai mạc và trực tiếp bầu cử có đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Kim Trung và 20 cử tri đại diện cho các cử tri của thôn Nhuế, xã Kim Trung. Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 267.573 cử tri thực hiện quyền bầu cử tại 208 khu vực bỏ phiếu để đảm bảo cử tri trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ, đảm bảo đúng quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử hôm nay, huyện Đông Anh đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho cuộc bầu cử. Đặc biệt, huyện đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ cổng. Trong khu vực bỏ phiếu, các vị trí đứng của cử tri được sắp xếp cụ thể, chi tiết, đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch. Các cử tri tham gia bỏ phiếu theo quy trình một chiều khẩu trang và nước sát khuẩn được bố trí ở hầu hết các vị trí để mọi người tiện sử dụng. Tôi ở đây 86 tuổi, cán bộ nghỉ hưu tại tổ 24 thị trấn Đông Anh. Hôm nay tôi rất phấn khởi và vui mừng được thay mặt những người cao tuổi tổ 24 được đi bầu lá phiếu đầu tiên cho đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt trong kỳ bầu cử lần này, sữa lúc và toàn dân đang phải gồng mình chống với uh, uh, dịch Covid và à, theo một tinh thần như chống giặc để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Năm nay tuy hoàn cảnh như vậy nhưng tôi thấy trong hội trường để tổ chức bầu cử rất là trang trọng và nhân dân rất là phấn khởi. Với những cử tri lần đầu đi bầu cử, cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được cầm lá phiếu trên tay để bầu ra những người có đức có tài để lãnh đạo đất nước, quê hương. Lần tiên em tham gia bầu cử em cảm thấy rất là vui, phấn khích và có một chút hồi hộp Trước khi tham gia bầu cử thì em đã có tìm hiểu về các ứng cử viên và và đã lựa chọn ra ứng cử viên mà mình bầu mà em cảm thấy là họ sẽ hữu ích được được cho quê hương đất nước. Em mong rằng các các bạn trẻ hãy tích cực tham gia bầu cử và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm cử tri của mình. Trong niềm hân hoan náo nức tham gia bầu cử, cử tri trong huyện đã sáng suốt lựa chọn cho mình những đại biểu đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực nhà nước của Trung ương và địa phương, đồng thời mong muốn các đại biểu nếu chúng cử luôn gần dân, sát dân và giữ đúng lời hứa với dân. Tham dự lễ khai mạc hôm nay, bản thân tôi rất là vui, rất là xúc động vì trong tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp như vậy, và cuộc bầu cử vẫn được diễn ra tốt đẹp tất cả các cử tri đều được đi bỏ phiếu. tôi mong muốn nếu các ứng cử viên trúng cử trong đợt này sẽ làm tốt những gì đã hứa với dân, làm tốt chương trình hành động của mình đã đề ra và gần gũi lắng nghe nhân dân. trước khi tham gia bầu cử, tôi được nghiên cứu rất kỹ về cái chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu quốc hội và hội viên dân các cấp. tôi thấy rằng các chương trình hành động của các ứng viên rất trúng và đúng với nguyện vọng của cử tri hy vọng và những người được bầu và hãy phát huy hết khả năng trí tuệ và tài đức của mình, bám sát cơ sở, gắn bó với quần chúng, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tôi hy vọng ở khóa này làm sao các đồng chí phải cố gắng phản ánh được nguyện vọng của dân về với dân, gần dân để nghe dân, từ đó đưa tiếng nói của nhân dân tới diễn đàn quốc hội và hội đồng dân các cấp. Đó là điều dân mong các ứng cử viên đã hứa khi đã đắc cử phải thực hiện đúng với cái hứa của mình. Huyện Đông Anh đã quyết tâm nỗ lực tuyệt đối để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thuận lợi và thật sự là ngày hội của toàn dân. Huyện cũng đã chủ động quyết liệt tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng các phương án cụ thể chi tiết để phòng chống dịch cho ngày bầu cử, đặc biệt là các khu vực cách ly y tế, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Trên địa bàn huyện có hai tổ bầu cử còn bị phong tỏa vì dịch Covid-19 là bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Kim Trung và thôn Bắc xã Kim Nỗ, mặc dù là khu vực bị cách ly phong tỏa vì dịch bệnh nhưng mọi cử tri của hai khu vực này đều được đảm bảo quyền bầu cử của mình. Với nhân dân thôn Lỗ Giao xã Việt Hùng thì đây là kỳ bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp đặc biệt nhất từ trước đến nay. Thực sự là ngày hội vì thôn vừa được huyện Đông Anh quyết định dỡ bỏ cách ly y tế vào 0 giờ ngày 21 tháng 5 chỉ trước ngày bầu cử 2 ngày. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện, huyện Đông Anh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra trong công tác bầu cử. Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo an ninh, an toàn y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cuộc bầu cử được huyện trú trọng với từng kịch bản cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng dịch trước, trong và sau ngày bầu cử. Có thể khẳng định, Cử tri Đông Anh đã rất trách nhiệm và hăng hái đi bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên toàn địa bàn huyện sự vui mừng phấn khởi của cử tri đông anh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đã góp phần tạo nên một ngày hội thực sự của toàn dân góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân nhân dân và cử tri trong huyện thực sự tin tưởng niềm tin của nhân dân và cử tri đối với cấp ủy chính quyền huyện được tăng cường cử tri đông anh hăng hái tham gia bầu cử với một niềm hân hoan về những thành tiệu trong phát triển kinh tế sau của huyện Đặc biệt là thành tích trong phòng chống dịch COVID-19 vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.